gia đình. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, dễ thương, dễ nhìn. Tất nhiên là người con gái nào cũng mong muốn có được một người bạn trai cao hơn mình một xíu. Em cao 1m bao nhiêu? Dạ, em chỉ cao 1m6 thôi. Cao 1m6, vậy bạn 1m65 là được rồi đúng không? Bên đây là hơn rồi đó. Em 1m65. 65. Đấy em chưa, 1m65. Em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 6 năm. 6 năm mà sao chia tay nhỉ? Dạ, lúc mà em chưa đi nước ngoài là em quen trước rồi. Xong rồi em đi nước ngoài vẫn còn quen. Em quen lúc đó là bạn gái 19 tuổi. Xong rồi sau đó thì bạn gái bắt đầu lớn hơn rồi. 5 năm sau là 20 mấy tuổi bắt đầu. Họ đã thay đổi rồi. Họ không còn yêu mình nữa mà họ lừa dối mình. Chỉ là bắt cá hai tay đấy. Có lẽ làm đi nước ngoài lâu đúng quá rồi, do rồi yêu xa đó, lòng yêu đó. Xa đó yêu xa mới tình thứ hai thứ ba cũng là có thể là yêu xa. Nhưng mà bây giờ em đã coi như là chuẩn bị hết mọi thứ để có một cái cuộc tình mà gọi là đừng có để bị yêu xa nữa chưa? Dạ em không có đi nữa không, đúng không nữa. Rồi cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì siêng năng làm việc của em cũng dễ lắm, không 1m55 trở lên, da trắng, không quá mập cũng không quá gầy. Yên tâm nha. Dạ cảm ơn chị. Không dễ thương giống các phụ mà hồi còn trẻ. Em không thích điều gì ở đàn ông nào? Dạ em không thích bạn nam hút thuốc nhậu nhẹt. Dạ có không em? Em có hút thuốc nhưng mà nhậu thì em có không có nhậu nhiều. Hút nhiều không? Một ngày cỡ 5-6 điếu. Ừ thôi bỏ bớt đi ha. Thôi em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn thân của em. Dạ, chào mọi người ở trường quay. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết lời nói đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phùng Quốc Vinh và năm nay em 33 tuổi. Em hiện tại đang làm kinh doanh tự do ở đường ấp chiến lược Bình Tân đấy. Quê Vinh ở đâu? Em lớn lên và sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê Vinh luôn. Rồi còn bên đây mình giới thiệu đi cưng. Dạ xin chào hai vị MC đáng mến của chương trình, chị Hồng Vân và em Quyền Linh. Em xin chào bạn nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, em 32 tuổi. Em là nhân viên văn phòng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Vân. Dạ em ở quận 12 anh Linh ơi. 12 à. Cho hôm nay cũng gần đó nha. Bây giờ là em trai em nói điểm mạnh điểm yếu cho bên kia nghe đi. Dạ điểm mạnh em là lúc trước là làm bếp. Nghề bếp của em là cũng được 10 năm. Còn em có thêm cái nghề nữa là xong em làm cái mề bếp xong là còn đi làm thêm phục vụ được 3 năm. Là dạ. Em giỏi nha. Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau. Là cộng lại thì cũng được 7-8 năm đi làm. Đi về về cũng được 4 lần, là 3 lần 4 lần. Là đi 1 năm mấy cái em về Việt Nam làm 1 năm mấy. Cái lại đi tiếp làm 2 năm mấy. Là bếp ở Macau á hả? Dạ làm bếp ở Macau cũng có làm qua rồi. Về Việt Nam làm bếp tiếp rồi cái lại đi qua Macau làm phục vụ. Trời giỏi nha. Coi như là có 10 năm mà làm về bếp rồi đúng không? Dạ cũng gần 10 năm. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em có thể là dễ tin người. Anh Quyền Linh mà em như là nói đang nói giỡn với em mà em tưởng thiệt. Vậy đó, cái kiểu đó là dễ tin người. Cho anh mượn mấy chục triệu thôi. cái đó thì không có, em không tin. Thấy chưa? Vậy mà nó tin người. Em tin là cái kiểu mà anh đang chọc em á mà em không biết anh chọc em đó. Chứ bình thường nếu ấy là cho mượn liền đúng không? Được. Rồi, bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em là người rất là hoạt bát. Em làm hết sức, chơi hết mình. Điểm yếu của em là lâu lâu em hay hơi quạo nhẹ thôi à. Không có để bụng. Ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp mà bạn em chụp hình cho em không đẹp là em sẽ bị quạo. Qua nhanh thôi phải không? Dạ đúng rồi, em không có để bụng mấy chuyện đó. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình, một mối tình hồi sinh viên, kiểu như mối tình gà bông thôi chị. Một mối tình cách đây cũng khá là lâu, khoảng 6-7 năm. Em yêu xa về khoảng cách địa lý rồi tất cả mọi thứ nên tụi em không có vượt qua được cái chuyện đó cho nên tụi em nó chia tay. Em cũng cố gắng mở rộng những cái mối quan hệ của mình qua những cái lớp học, ví dụ em học thêm anh văn hoặc là em học thêm về những chương trình marketing, rồi em cũng tham gia những cái app hẹn hò trên mạng. Nhưng mà những cái đối tượng đó thì thứ nhất là một là không hợp với em, hai là người ta không có tìm kiếm những cái mối quan hệ nghiêm túc, quay trên mạng thì hay vậy. Cho nên là tới bây giờ em cũng chỉ gặp gỡ người ta kiểu như là đi ăn uống, đi xem phim rồi thôi. Vậy cái mẫu hình lý tưởng của em á, em muốn như thế nào? Em thích một người dễ thương, chân thành, không có nói dối và yêu thương gia đình. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, dễ thương, dễ nhìn. Tất nhiên là người con gái nào cũng mong muốn có được một người bạn trai cao hơn mình một xíu. Em cao 1m bao nhiêu? Dạ, em chỉ cao 1m6 thôi. Cao 1m6, vậy bạn 1m65 là được rồi đúng không? Bên đây là hơn rồi đó. Em 1m65. 65. Đấy chưa, 1m65. Em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 6 năm. 6 năm mà sao chia tay nhỉ? Lúc mà em chưa đi nước ngoài là em quen trước rồi. Xong rồi em đi nước ngoài vẫn còn quen.
Em quen lúc đó là bạn gái 19 tuổi. Xong rồi sau đó thì bạn gái bắt đầu lớn hơn rồi. 5 năm sau là 20 mấy tuổi bắt đầu họ đã thay đổi rồi. Họ không còn yêu mình nữa mà họ còn lừa dối mình. Chỉ là bắt cá hai tay đó. Có lẽ làm đi nước ngoài lâu đúng quá rồi, do rồi yêu xa đó, lòng yêu đó. Xa đó. Yêu xa mới tình thứ hai, thứ ba cũng là có thể là yêu xa. Nhưng mà bây giờ em đã coi như là chuẩn bị hết mọi thứ để có một cái cuộc tình mà gọi là đừng có để bị yêu xa nữa chưa? Dạ, yeah, em không có đi. Không có đi nữa đúng không? Rồi cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì siêng năng làm việc. Của em cũng dễ lắm, không 1m55 trở lên, da trắng, không quá mập cũng không quá gầy. Yên tâm nha. Dạ, cảm ơn chị. Không, dễ thương. Giống các phượng mà hồi còn trẻ. À, em không thích điều gì đàn ông nào? Dạ, em không thích bạn nam hút thuốc nhậu nhẹt. Dạ. Có không em? Em có hút thuốc nhưng mà nhậu thì em có không có nhậu nhiều. Hút nhiều không? Một ngày cỡ 5-6 điếu. Ừ, thôi bỏ bớt đi ha. Thôi, em đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em. À, chào mọi người ở trường quay. À, chào bạn Nam. Chơi với Vân thì cũng lâu mà 17 năm rồi nên là thực ra hôm nay tới đây cũng hơi xúc động một chút. Mình muốn hỏi Vân là Vân làm kinh doanh tự do như vậy á, sau giờ làm Vân có hay phải đi tiếp khách không? À, không, không cần đi tiếp khách, mình buôn bán thức ăn thôi. Cái thời gian làm việc của mình nó có cố định không hay là mình làm tự do là có lúc nào có khách bây giờ làm? Bây giờ là mình chưa có mở bán, xong chương trình này là mình chuẩn bị mở, là bắt đầu mở luôn. Xong chương trình này là sẽ rất là bận rộn đúng không? Đúng là bận rộn một tí thôi chứ không có nhiều đâu. Như vậy mình có thời gian dành cho bạn. Chắc chắn là sẽ có bạn có thời gian. Tại vì bạn cũng đi làm. Sau cái thời gian bạn làm thì mới có cái thời gian để mà hẹn hò nữa. Tùy, đó là tùy mình thôi. Nếu mà mình không có quen ai hết thì mình lại tiếp tục mình là tìm cái việc khác mình làm. Nhưng mà vậy nếu vậy mình quen bạn gái như vậy cái thời gian mình phải chia sẻ bớt với công việc như vậy rồi. À, không. Cái đó tùy mình à. Mình tự do mà. Làm chủ mà. Tự do mình làm chủ. Mình hỏi là hồi nãy Vinh nói là Vinh thích một người phụ nữ mà có thể làm việc nội trợ tới xứ gia đình đúng không? Dạ. Nhưng vì Vân thì xưa giờ đi làm mệt đó. Về nhà có thể không làm được một số công việc nhà thì cái đó mình sao? Có thể phụ không sao? À, là đó Vinh mình chia mình, sẻ, mình, đúng mình không? Chắc chắn mình sẽ chia sẻ. Mệt quá không nấu ăn được thì sao? Không sao, mình tự mình nấu cũng được. Như vậy thì rất là vui. Có lẽ là Vân thích nhưng mà Vân không thể hiện ra như vậy á. Nếu mà hai bạn cho nhau một cơ hội thì mình Hương hy vọng là Vân sẽ có thể chủ động hơn một chút với mối quan hệ với Vân. Mình hiểu rồi. Bạn lo cho bạn quá à, xúc động ghê, làm tôi nhớ bà Hồng Đào ghê luôn. Rồi, mời em trai, em đi với ai? Em đi với Thiếm. Thiếm thấy... gọi thấy là... được không? Được. Cháu vô tương lai đó được không? Được. Chứ lại á, Vinh á, hồi đó giờ đi làm không mà không có lo tương lai gì. Có gia đình. Bây giờ thấy có cái chương trình này á, Thiếm cũng thấy mừng, với là cha mẹ của Vinh cũng thấy mừng. Dạ. Thiếm có nói gì với cháu vô tương lai không? Thấy để cháu vô tương lai cũng được. Cũng được ha, chịu không? Chịu. Chịu. Thôi, cảm ơn Thiếm, coi Thiếm chịu là được rồi. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rào quá rồi. Đó là món quà tặng cho em. Em mở ra xem. Mở ra đi, mở ra đi cưng. Wow. Vân cái túi sách. Vân có thích không? Dạ thích. Em tặng anh một quyển sách. Tại vì em khá là thích đi du lịch cho nên là cái quyển sách này dạ đúng rồi, nói về những cái đất nước Đông Nam Á. Hy vọng có cơ hội để em sẽ xem. Dạ. Thật ra là hồi nãy em tính hỏi anh á, là anh có biết nấu ăn không, anh có thích nấu ăn không. Nhưng mà bây giờ hồi nãy là em nghe nói là anh là đầu bếp, cho nên là em thì biết nấu ăn và em cũng biết làm việc nhà. Nhưng mà giống như hồi nãy Hương, bạn em có chia sẻ vậy đó, nhiều khi em đi làm thì công việc của em nó cũng đôi khi nó đòi hỏi là phải tăng ca. Ví dụ mà về em không nấu nướng được hoặc là làm việc gì đó trong gia đình thì em cũng mong muốn là được bạn trai chia sẻ với em. À, anh hiểu. Dạ. Kiểu mà anh muốn là có người mình quen là phải có quan tâm gia đình. Dạ. Đi chơi cũng sao, đi chơi mà cái kiểu mà mình vừa phải thôi, cái gì cũng biết quan tâm gia đình trước. Vậy okay. Thôi. Quan điểm của... anh á là cần bạn gái chung thủy, siêng năng chút thôi, rồi chia sẻ, quan tâm, chỉ cần vậy đó.
Dạ, siêng năng với anh được nghĩa là như thế nào? Ví dụ như em thích ngủ nướng, hoặc là em có thể làm với tất cả mọi việc, nhưng mà ví dụ như em thích ngủ nướng, em không thể nào mà dậy sớm nấu đồ ăn sáng, hoặc là em không thể nào mà dậy sớm để làm việc nhà chẳng hạn. Dậy sớm thì trễ cũng không sao, mình miễn sao là mình có trách nhiệm như thôi. Miễn là em làm hết được công việc thôi. Đúng rồi, không sao. Mà không làm hết cũng không sao, nó lâu lâu thì anh có thể anh là chắc chắn là anh biết làm việc nhà anh phụ. Chứ không phải là nhất thiết là nam nữ bình đẳng, mà không phải là em làm hết em là gái, không phải. Anh có thấy là từ Bình Tân qua quận 12 là xa không? Anh là không phải ở quận Bình Tân. Anh bán ở đó thôi, nghĩa là chuẩn bị bán đó. Anh ở quận 11. Vậy là xa thiệt. Quận 11, anh ở nhà anh ở quận 11. Xa hơn hả Linh hay là xa hơn? Xa hơn, đi qua quận 12 xa hơn. Nhưng mà sáng nào cũng phải, em định bán rồi quận Bình Tân thì ngày sáng nào cũng qua đó bán mà. Vì từ quận 12 là đó rất là gần. Bán xong không gom tiền qua quận 12. Có gì đâu mà lo. Anh muốn nói cho em biết vậy thôi chứ thì cái chuyện đó là ở trong thành phố Hồ Chí Minh à, có vấn đề gì. Anh Vinh có thích đi du lịch không? Anh cũng thích đi du lịch. Em có ngại việc làm dâu không? Dạ không. Chỉ vậy cho em hỏi là ba mẹ anh có khó? Ba mẹ anh hả? Ba mẹ anh nói chung là khó thì không phải là khó, là nói chung là tốt bụng. Có thể là ba mẹ chửi mình đấy, là muốn mình tốt thôi, chứ không phải là vấn đề gì hết. Có thể với người khác là sẽ khó chút xíu gì thôi. Có gì đó vấn đề gì không có sao. Ví dụ là em con dâu đi, chắc chắn là mẹ sẽ chửi anh nhiều hơn là chửi em. Ví dụ mà có chửi đó, có la rầy gì đó. Nếu mà mình có duyên á, thì mẹ anh sẽ thích là em hỗ trợ anh trong việc buôn bán, hay là vẫn ủng hộ em đi làm cái công việc của em đang làm? Không, không có nhất thiết, cái đó là tùy em thôi. Cái đó là không có nhất thiết là bắt em là phải đi theo bán với anh, không có. Chứ là anh có gì của anh tự anh phải lo sắp xếp của anh. Nhưng mà nếu mà Vinh có cái nghề như thế thì rất là thuận lợi em à. Nếu mà em về em làm bà chủ quán đó, em ngồi em thu tiền, Vinh bán, Vinh làm đồ ăn, em quản lý, mời nhân viên, thì có đó ngon hơn làm ngồi văn phòng. Cái đó là sự lựa chọn của em, nhưng mà em chỉ muốn hỏi bạn thêm mà bạn có mong muốn là có một người vợ về phụ bạn hay không, hay là bạn vẫn tôn trọng cái công việc của người? Chứ em thì dễ lắm, có tiền lại thích. Anh là dễ. Thôi bây giờ mình đứng lên mình hát bài nó tặng bạn gái, sau cái mình nắm cái tay bạn gái, cái truyền cảm xúc được cái mình bấm nút luôn đó, hát luôn Vinh. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vầng thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ em trong đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Vâng anh. Vâng, Vinh muốn yêu Vân dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Okay. Vâng. Vâng, anh muốn yêu em đầm sâu. Vâng, anh muốn yêu em. Anh đã thương em từ lâu. Vâng, Vinh muốn yêu. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập. Rồi. Bấm nút là tạo cơ hội để xe duyên thành nợ, duyên nợ không biết ngày hôm nay có được hay không. 3 2 1 hết thời gian. Trái tim đỏ thắm, nay tôi xin giao nhỏ em gái của tôi cho anh đó, anh Vinh nè. Anh đưa cái đôi tay của anh ra rồi. Cặp đôi đẹp đấy. Làm thủ tục nè. Đúng rồi. Bây giờ hung má vô nè. Bắt đầu. Dạ. Ngại cũng phải bị hung mà. Trời ơi. Dạ không sao. Không sao. Trời ơi. Đẹp đấy.